tên là Katie. Em tên là Trang Hí. Tụi em tới đây xin việc. Ê, có bàn trước không mà đều quá nè. Hôm nay thì chị và Trang sẽ trải nghiệm công việc part time. Muốn vô được đây làm là phải có thứ gì? Em nghĩ là chị chỉ cần là kiểu duyên dáng, nít na, xinh đẹp, trẻ thôi là chị vô đây làm được. Thì đó, cái đó chị có đủ mà. Nhưng mà chị không có trẻ. Giờ anh có thể làm chị cho em cái phòng của quản lý được không? Để tụi em vô xin việc. Vậy hôm nay mình thành đồng nghiệp đúng không? Bắt tay cái. Không hiểu em bài.